Xin chào quý vị và các bạn đang theo dõi tin tức cập nhật 24/7 trên kênh YouTube tạp chí Việt Times. Tối ngày 15 tháng 6, đội tuyển Việt Nam bước vào trận đấu giao hữu chính thức đầu tiên dưới thời huấn luyện viên Chu Xie gặp đội tuyển Hồng Kông Trung Quốc. Đội khách bị xem là đối thủ yếu nhưng thực tế diễn ra trên sân lại không hề dễ dàng với các chàng trai Việt Nam. Đội tuyển Việt Nam với nhiều gương mặt quen thuộc, nổi bật là Quang Hải, chàng cầu thủ tài giỏi điển trai, được người hâm mộ đặt nhiều kỳ vọng. Thế nhưng, dù được huấn luyện viên Chu Jose tạo điều kiện cho trọn vẹn 90 phút, nhưng chân sút 26 tuổi lại có màn thể hiện vô cùng mờ nhạt, khiến người xem phải thất vọng. Xem lại màn trình diễn của Quang Hải trong trận Việt Nam thắng Hồng Kông Trung Quốc. Sau một mùa giải, Quang Hải không được thi đấu nhiều tại Pháp. Người hâm mộ chờ đợi được chứng kiến ngôi sao này tỏa sáng. Vậy nên, trong số nhiều cái tên của đội tuyển Việt Nam, Quang Hải chính là cái tên thu hút nhiều sự chú ý nhất trước khi trận đấu diễn ra. Dưới thời huấn luyện viên Park Hang-seo, anh là trụ cột, là người thường xuyên tỏa sáng để mang về vinh quang cho các đội tuyển quốc gia. Thế nhưng sau màn thể hiện hết sức mờ nhạt trong trận giao hữu giữa Việt Nam và Hồng Kông, Trần sút 26 tuổi đã khiến không ít người hâm mộ thất vọng vì phong độ không còn như xưa. Trên sân lạch chay tối ngày 15 tháng 6, Quang Hải được thi đấu trọn vẹn 90 phút. Ở tuyến giữa, anh vẫn hoạt động xông xáo, tích cực cấm bóng, nỗ lực đột phá hay xâm nhập vùng cấm. Song hiệu quả là điều Quang Hải còn thiếu. Anh có vài tình huống qua người hay, nhưng cũng truyền hỏng nhiều, mất phong độ và dứt điểm thiếu chính xác. Rõ ràng, việc không được thi đấu thường xuyên khiến Quang Hải chưa có cảm giác bóng và cảm quan không gian tốt nhất. Tuy nhiên, đây không hoàn toàn là lỗi của tiền vệ sinh năm 1997. Lý giải nguyên nhân về màn trình diễn nhạt nhòa của Quang Hải, bình luận viên Quang Tùng chia sẻ, màn trình diễn của Quang Hải ở mức độ bình thường. Chúng ta cũng cần phải nói thêm rằng, tình hình chung ở tuyển Việt Nam là sự kết nối kém, Quang Hải không nhận được nhiều hỗ trợ cũng như giúp đồng đội được nhiều. Cả hệ thống vẫn đang phải thích nghi với chiến thuật mới của huấn luyện viên. Đây là trận đấu trung bình của cả đội. Vì thế, Quang Hải không bùng nổ cũng là điều bình thường. Bình luận viên này cũng nhận định thêm, tuyển Việt Nam chưa có nhiều miếng đánh rõ ràng, dù đã nỗ lực đẩy nhanh nhịp độ tấn công, tăng cường kiểm soát bóng và còn thiếu sự sắc bén. Chiến lý của huấn luyện viên Chu Xie vẫn đang trong giai đoạn tiếp nhận chưa đến mức thẩm thấu được để có thể trở thành hành động cụ thể. Ngoài ra, các cầu thủ cũng đang đánh mất sự chắc chắn, yếu tố được xây dựng trong vài năm qua dưới thời huấn luyện viên Park Hang Seo. Điều này được thể hiện rõ trong trận đấu tối ngày 15 tháng 6 trước Hồng Kông Trung Quốc, tuyển Việt Nam cũng không có nhiều tình huống phối hợp sắc nét. Bàn thắng duy nhất đến từ cú đá 11m của Quế Ngọc Hải sau khi Quang Hải bị phạm lỗi trong vùng cấm. Ngoài ra, pha bóng nguy hiểm còn lại là nỗ lực xuất xa của Phạm Xuân Mạnh. Ở chiều ngược lại, tuyển Việt Nam lại có nhiều tình huống phòng ngự sơ hở. Nếu Hồng Kông Trung Quốc may mắn hơn, họ đã ghi được bàn thắng khi có đến 3 lần đưa bóng đi chạm xa. Trên sân lạch chay, huấn luyện viên Chu Xie đã sử dụng nhiều gương mặt mới như Khuất Văn Khang, Nguyễn Hải Huy, Trương Tiến Anh, Nguyễn Văn Tùng, Phan Tuấn Tài. Mục đích của chiến lược gia người Pháp chính là thử nghiệm để tìm ra đội hình ưng ý nhất cho vòng loại World Cup 2026. Khi được hỏi về khả năng quang hải, công phượng, hai cầu thủ ít được thi đấu trong thời gian qua, mất suất ở tuyển Việt Nam. Bình luận viên Quang Tùng nói, điều đó hoàn toàn có thể xảy ra đấy. Vấn đề lớn hơn sẽ xảy ra với công vượng nếu anh tiếp tục phải dự bị ở Nhật Bản. Trong khi đó, Quang Hải sắp trở về V-League và gần như chắc chắn sẽ thi đấu thường xuyên hơn. Bình luận viên Quang Tùng khẳng định, tuy nhiên, tôi nghĩ bộ khung chính của đội tuyển vẫn không thay đổi nhiều bởi các trụ cột vẫn đang ổn định, bước vào độ chín sự nghiệp, tuổi từ 26 đến 30. Nếu họ gặp vấn đề, đó chỉ là động lực khát khao khi có đầy đủ danh hiệu, danh tiếng, thu nhập. Bất ngờ có thể xảy ra, nhưng chỉ ở một vài trường hợp. Cổ động viên ra về với vẻ mặt thất vọng trước màn trình diễn không mãn nhãn như mong đợi của cầu thủ Quang Hải, dù đội tuyển Việt Nam giành chiến thắng trước Hồng Kông. Người hâm mộ mong rằng trong thời gian sắp tới, Trần Sút 26 tuổi sẽ sớm lấy lại phong độ như trước.